Con này bao nhiêu cân bác? Con to nhất bao nhiêu cân? Lấy luôn chưa thì mới cho lấy luôn, chứ. Lấy luôn. Thì xem con to nhất thì bao nhiêu cân? Con kia ra phải biến. Như con lợn con. Ôi bắt bắt nó phải dễ đâu. Bắt nó phải dễ đâu. Hả? Con định lấy con đấy à? Xem cân thì bao nhiêu cân thôi. Cân thì bây giờ nó phải cho vào cái bao gì đấy, nó nhảy lên thôi. Thôi gọi Thành lại lấy và lại bắt mình về ấy. Lý đang ra. Đang ra à? Quá to luôn. Kiếm cái bao, lấy cái bao về cho bà không. Lấy quá. Cả. Có đem khác một con thôi. Treo vào thôi.